Xin chào anh chị, thương và mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock Thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay Thì hôm nay như thường lệ em là Nguyên Đạt, hôm nay em cũng xin phép là một cái video ngắn Để cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường Cũng như là đi qua một số các cái mạng cổ phiếu mà anh chị đâu quan tâm Thì anh chị nào xem video, nếu thấy hữu ích thì mọi người có thể cho đặt một nút like Cũng như là một nút đăng ký kênh à, để ủng hộ em đến chị cho đăng ký bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một cái đường link zalo cộng đồng à, đây là cái room không chó cộng đồng nơi buổi sáng từ khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 thì em sẽ gửi kịch bản thị trường trong room này để chị tham khảo đầu tư ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay à, xin chúc tất cả các anh chị và gia đình của mình có một buổi tối an lành À, phần đầu tiên của video thì chúng ta cùng nhìn lại nhanh qua một chút về thị trường của phiên dịch ngày hôm nay. Thì Vindex hôm nay đóng phiên ở mức là 1.365,99 điểm. À, tăng 3,17 điểm tương ứng với 0,23% với mức thanh khoảng là 19.926 tỷ với 228 mã tăng, 13 mã tăng trần, 38 mã tham chiếu, 192 mã giảm và 4 mã giảm sao. Trong rộng V30 thì có 11 mã tăng, không mã tăng trần, 1 mã tham chiếu, 18 mã giảm và 0 mã giảm sao. Thì ngày hôm nay thị trường nó tăng ở cái mức nhẹ thôi, không quá lớn với cái mức tăng là 3,17 điểm à tương ứng với 0,23%. Về độ rộng thị trường á thì nó cũng ngang ngang thôi. 228 mã tăng và cũng có là tận là 192 mẹ giảm à, nghĩa là cái số mẹ tăng thì nó cũng không lớn hơn cái số mẹ giảm à, quá là nhiều rồi chúng ta sẽ đi qua một chút về cái biểu đồ 5 phút để xem là ngày hôm nay thị trường nó diễn biến như thế nào à, từ đầu phiên thì thị trường nó mở một cái gáp nhỏ thôi à, nhưng mà sau đó quay trở về nó lắp lại cái gáp thì à, có thể nói ngày hôm nay là một cái phiên khá là êm đềm của thị trường là một cái phiên dao động khá là êm đềm khi mà thị trường nó dao động trong một cái biên là khoảng từ là khoảng 5 điểm thôi dao động trong một cái biên khá là nhỏ là quanh cái vùng là 1360 đến cái vùng là 1365 uh, à, 365 367 bên này à, nghĩa là 5, 5 6 điểm thôi chứ cái biên dao động nó không nhiều và ngày hôm nay là một cái phiên cũng khá là bình lặng của thị trường rồi à, vào phiên chiều á, vào phiên chiều thì thị trường lúc là khoảng từ 14 giờ là khoảng 2 giờ chiều đến 14 giờ 20 đến khoảng là 14 giờ 25 á thì thị trường nó bất ngờ hoặc là nó bất ngờ một chút xíu thôi thì nó có một áp lực bán vào cái cây nến là ngày cây nến lúc là khoảng 14 giờ 25 này là cây nến này thì lúc đó em nghĩ là do tác động bên phái sinh thôi nên bên phái sinh là lúc đó là có một cái nhịp cao trào bán này. Đó, nếu chị mà theo dõi kinh kỹ bên phái sinh á thì phái sinh ngày hôm nay cũng khá là êm đềm nhưng mà lúc là khoảng 14 giờ 20 đến khoảng là 14 giờ 25 á thì phát sinh nó gọi là nó xuất hiện một cái nhịp cao trào bán xuống này cao bán với cái lượng là cao vậy nên bên phía cơ sở thì nó cũng tác động một chút thôi gọi là tác động một chút ít thôi chung không có nhiều rồi nhìn chung ngày hôm nay là cái phiên giao dịch cũng khá là bình thường và cũng khá là êm đềm của thị trường không có một cái biến động nào quá lớn xảy ra rồi à, về góc nhìn chung của thị trường hiện tại thì thị trường thì thị trường sau khi mà nó hình thành được cái vùng cân bằng cái vùng cân bằng quanh cái vùng là 1330 đến cái vùng 1340 thì hiện tại thị trường nó đang tiến về những cái vùng kháng cự bên trên thì hiện tại thị trường ngày hôm nay á, nó đã nó đã vượt được cái vùng kháng cự hiện tại à, cái là trước mắt là quanh cái vùng là 1360 rồi và trước mắt thị trường á, thị trường nó sẽ tiệm cộng về cái vùng kháng cự bên trên là quanh cái vùng là 1375 đến cái vùng 1380 như thế này trên này thì, thì hiện tại hiện tại thị trường nó có một cái vùng kháng cự bên trên này nó kháng cự quanh cái vùng này này thì anh chị có thể quan sát cái vùng này như thế nào thì đối với em á, đối với em là trong quý tư trong quý tư cũng như là trong giai đoạn là sau này thì có thể nói là thị trường nó chỉ góp một phần thôi còn là thị trường nó không tác động quá nhiều đến các cái mẹ cổ phiếu tại vì sao tại vì nếu anh chị nào mà đầu tư trong giai đoạn này này thì cổ phiếu nó phân hóa rất nhiều nó không phụ thuộc vào thị trường thị trường mặc dù nó tăng nó giảm nó tăng nó giảm và nó tăng từ 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 nhưng mà em thấy rất nhiều mẹ cổ phiếu nó đã phân hóa nó chạy 10 15 20 30 trăm nó chạy rất là nhiều Vậy nên em nghĩ là từ đây đến cuối năm thì anh là thị, là thị trường thị trường thì anh chị quan sát để anh, chị xem cái diễn biến thị trường như thế nào để anh chị chọn cái thời điểm mua bán cho phù hợp thôi còn quan trọng là anh chị chọn cái mẹ cổ phiếu nào tại vì giai đoạn cuối năm giai đoạn quý tư cũng như là trong giai đoạn hậu dịch thì có những ngành có những ngành nó sẽ được phân hóa và nó được hưởng lợi và cũng có những ngành nó không được hưởng lợi từ yếu tố vĩ mô những cái ngành mà những cái mẹ cổ phiếu mà được hưởng lợi với dụ có những cái mẹ cổ phiếu đầu tư công này à, những cái mẹ cổ phiếu đầu tư công hay là năng lượng sản xuất rồi những cái mẹ cổ phiếu như là bán lẻ hay là xuất khẩu dịch may hay là thủy sản thì đó là những cái mẹ cổ phiếu anh chị có thể cân nhắc anh chị có thể anh chị có thể cân nhắc lên hoạt đầu tư cho giai đoạn khoảng quý tư còn những cái mẹ cổ phiếu mà bị ảnh hưởng về ngắn hạn thôi theo mình đánh giá về ngắn hạn thôi thì có là có những cái mẹ cổ phiếu mà nó được hưởng lợi khi mà thời kỳ có nghĩa là những cái mẹ cổ phiếu nào á những cái mẹ cổ phiếu nào được hưởng lợi khi mà lãi suất giảm thì nó sẽ bị bất lợi khi mà lãi suất tăng, nha Những cái mẹ cổ phiếu nào được hưởng lợi khi mà lợi lãi suất giảm này, thì nó sẽ được bất thì nó sẽ bị bất lợi khi mà lãi suất tăng. thì em nghĩ là khi mà lãi suất tăng trong khoảng năm sau á thì những cái mẹ cổ phiếu tài chính, tài chính đó là những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng cũng như là những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. cân lãi tăng thì nó vẫn tăng thôi nhưng mà về cái dư địa so với giai đoạn vừa rồi á thì nó không nhiều. đó, thì đó là những cái ngành À, anh chỉ có thể lên hoạt đầu tư cho dòng sắp tới thì giai đoạn này quan trọng là cổ phiếu nha quan trọng là cổ phiếu thôi quan trọng là chỉ chị chọn cái mẹ cổ phiếu nào và anh chị đi vốn như thế nào ví dụ anh chị đi vốn một phần hay là ba phần hay là 10 phần thì đó là về cái gọi là cái phương pháp đầu tư của mọi người nhưng mà giai đoạn này thì anh chị cứ chọn cổ phiếu anh chị đi à, thì mình nói là trong cái giai đoạn giai đoạn như thế này này à, điều chỉnh điều chỉnh là cơ hội để chúng ta gom dần các cái mẹ cổ phiếu tốt giai đoạn quý tư rồi thì ngày, ngày hôm nay thì thị trường nó vượt được cái vùng kháng cự bên trên là quanh 1360 Và nó đang ở cái vùng là 1365 Thì uh, sắp tới thì anh chị quan sát uh, xem cái vùng kháng cự bên trên là quanh 1375, 1380 như thế nào Nhưng mà em nghĩ giai đoạn này á uh, Giai đoạn này nếu mà anh chị còn nhiều cổ phiếu á uh, Em nghĩ là giai đoạn này á uh, trong danh mục của anh chị cũng đe, đầy đủ các cái mẹ cổ phiếu rồi Ví dụ ít thì 3-4 mã uh, Mà nhiều thì 6-7 mã Thì giai đoạn này anh chị cứ xem danh mục của mình uh, Cái mẹ cổ phiếu nào mạnh uh, thì chúng ta giữ Còn cái mẹ cổ phiếu nào nó á. Còn cái mẹ cổ phiếu nào nó yếu á thì chúng ta hạ bớt. Thì nhiều anh chị hỏi em á, nhiều anh chị hỏi em là em ơi, à, ví dụ như mã lãi thì chị hay rất, cân là mã mà có lãi đó thì chị bán rất là nhanh. Nhưng mà mã mà lỗ đó thì chị hay rất là ngon Thì à, tại vì em cũng đã từng như vậy rồi thì em cũng hiểu rất rất anh chị. Thì tùy thuộc vào cái quan điểm đầu tư của anh chị như thế nào thôi. Nhưng mà với em á, với em để để khi mà anh chị đã chấp nhận cơ cấu danh mục á thì anh chị nên hạ bớt những cái mẹ cổ phiếu nằm nó yếu yếu hơn một xíu về giữ giữ lại những cái mẹ cổ phiếu mạnh. Tại vì sao? Tại vì khi mà thị trường điều chỉnh, khi mà thị trường điều chỉnh, cái mẹ cổ phiếu mạnh á, là cái mẹ cổ phiếu nó không giảm quá sâu và chỉ cần thị trường nó cân bằng thôi là cái mẹ cổ phiếu nó đã chạy rất là nhanh rồi. Đó là những cái mẹ cổ phiếu mạnh. Còn những cái mẹ cổ phiếu á, khi mà thị trường giảm, nó cũng giảm và khi mà thị trường nó cân bằng thì nó vẫn đứng yên. Thì đó là những cái mẹ cổ phiếu nó không mạnh và nó có được và nó có thể được xem là yếu lần này. Đó thì anh chỉ có thể quan sát cái danh mục của mình, cái mẹ cổ phiếu nào mạnh, cái mẹ cổ phiếu nào yếu thì anh để anh chị có thể linh hoạt đầu tư hoặc là linh hoạt cơ cấu cho gia giai đoạn sắp tới. Đó, như vậy ha. Rồi thì các cái mẹ cổ phiếu thì lát nữa em sẽ đi, sẽ đi qua kỹ hơn. Nhưng mà về góc nhìn về thị trường chung thì ngày hôm nay là cái phiên cũng khá là ok của thị trường. thì cái móc hỗ trợ hiện tại của thị trường bên dưới là quanh cái vùng là 1340 là Là cái gap này nè. Cái gap này là một cái gap khá là nguy hiểm anh ha. Cái gap này cái gap quanh cái vùng là trăm bốn mươi lăm như thế này nè, là một cái gap khá là nguy hiểm. Thì em á, em thì bây giờ mà nếu mà thị trường nó chỉnh á, nếu mà thị trường nó chỉnh thì các cái mẹ cổ phiếu nào mình có sẵn thì mình mua thêm thôi tuy nhiên ví dụ như anh chị ví dụ như anh chị nào mà có tâm thế là đầu cơ có gì là nếu anh chị mà có tâm, tâm thế đầu cơ mà anh chị đánh ngắn hạn á thì anh chị phải lưu ý cái gáp này ha cái gáp này là một cái gáp rất là nguy hiểm đó tại vì thị trường trong những cái phiên gần đây mặc dù nó tăng điểm nhưng mà cái sự lan về cái sự lan tỏa dòng tiền thứ nhất là nó không có và thứ hai là này, thị trường nó vẫn chưa có một cái dòng dẫn dắt và thứ ba là cái lượng thanh khoản nó không cao chỉ cần thị trường nó, nó chỉ cần nó rung lắc một xíu thôi nó rung lắc một chút xíu thôi có nghĩa là anh chị thấy này trong khoảng hai ngày gần đây đây trong khoảng hai ngày gần đây thì thị trường nó chưa xảy ra một cái nhịp rung lắc nào quá lớn gọi là rung lắc thì có thôi nhưng mà về gọi là rung lắc gọi là rung lắc mạnh á thì thị trường nó vẫn chưa có một cái nhịp rung lắc nào quá lớn tuy nhiên khi mà thị trường nó tiến lên những cái vùng cao như thế này mà chỉ cần một cái nhịp rung lắc nhỏ nhỏ thôi thì em nghĩ các chị đem hàng anh chị bán rất là nhiều tại vì sao tại vì giai đoạn vừa rồi này em nghĩ là ai cũng có lãi ai cũng có lãi và ai cũng đã về bờ hết rồi khi mà anh chị có lãi và khi anh chị về bờ chỉ cần thị trường nó rung rung lắc lắc một xíu thôi thì anh chị sẽ bán rất là nhanh vậy nên với tâm với tâm thế về dài hạn về trung hạn á, thì em không nói nhưng mà với tâm thế về anh chị đánh ngắn hạn anh chị đảo hàng liên tục cũng như anh chị đầu cơ thì anh chị phải lưu ý cái gáp này ha cái gáp này là một cái gap rất là nguy hiểm Rồi. khi mà thị trường điều chỉnh á, thì nhiều khả năng nó sẽ lắp lại cái gap này trong ngắn hạn à, trong hạn nếu mà thị trường nó điều chỉnh có là nó, nó, tăng thì không sao có là nó tăng nó dụng giá tốt thì không sao nhưng mà chỉ cần một cái rung, rung, rung lắc nhẹ nhẹ thôi À, ví dụ như, như, là nó đạp bên phái sinh có à, ví dụ như nó đạp bên phái sinh Hay là dùng các cái mẹ cổ phiếu mà trụ hay là nó đạp đó Thì thị trường á nhiều khả năng nó sẽ lắp lại cái gáp này đó, thì đó là cái điểm lưu ý anh chị nào đánh ngắn hạn thì anh chị có thể lưu ý trong những split. rồi còn về dài hạn thì với em á tại vì em là một cái nhà đầu tư dài hạn và em em thiên về dài hạn nhiều hơn nên là thị trường chỉnh thì em cũng không có sợ tại vì tại vì vị thế thì em mua rất nhiều mẹ cổ phiếu khoảng là hai ba tháng trước rồi em đã gom rất nhiều mẹ cổ phiếu hai ba tháng trước rồi vì thế thì mình tốt nên là nếu mà thị trường có chỉnh thì chúng ta mua thêm thôi nhưng mà em lo em lo là cho các chị là anh chị đánh ngắn hạn thôi bây giờ anh chị lúc qua lúc lại lúc qua lúc lại á thì nếu mà thị trường điều chỉnh thì thì nó sẽ hơi nguy hiểm cho tài khoản của mọi người đó anh chị lưu như vậy rồi đó là về tình hình về thị trường tiếp theo thì hiện tại chúng ta chúng ta sẽ đi qua một chút về cái gọi là cái nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay về cái nhóm dẫn dắt vào chỉ số tăng thì có các cái mẹ cổ phiếu như là Vietcom, VPBank, SSB, GVR, MSB, KBC, VIX cũng như là SSI. Một số mã đóng góp với chỉ số giảm thì có Gas, có Hòa Phát, Vinhome, Novaland, Techcombank, Vinamilk, BIDV và LG, LGC. Rồi, tiếp theo là về khối ngoại. hôm nay khối ngoại bán ròng là khoảng gần 600 tỷ, gần 600 tỷ trong phiên giao ngày hôm nay. Một số mã mà khối ngoại bán thì có Hòa Phát, HPG, SBT, Ban, CTG, Nam Long, VIC, VIX, GMD, SSI, BC1 cũng như là Gas. Một số mặt khói ngoại mua thì có VRE, DHC, Bao, KBC, VCI, BLX, BDR, TV2, GAS cũng như là BVT. Đó, đó là về tình hình về khói ngoại ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái chuyện nồng ngành. Để xem ngày hôm nay các cái mẹ cổ phiếu các ngành nó tăng giảm như thế nào. Về những cái mẹ cổ phiếu tăng điểm thì những cái mẹ cổ phiếu tăng điểm từ gọi là từ cao xuống thấp thì có những cái mẹ cổ phiếu ngành công nghệ, ngành chứng khoán, truyền thông, dịch vụ công nghiệp. Dịch vụ công nghiệp là ngành cảng biển đó là những cái mặt cổ phiếu hóa chất y tế, hay là đầu tư công, ngân hàng thì có cũng có những mức thắng nhẹ ngày hôm nay. Rồi một số ngành giảm điểm nhưng mà cũng nhẹ thôi thì có ngành dầu khí, ngành điện nước, à, viễn thông, du lịch cũng như ngành bán lẻ, à, cũng như ngành thép à, giảm nhẹ một xíu chứ không có nhiều. Có nghĩa là ngày hôm nay thì đa phần các ngành á, nó tăng ra nó gọi là nó tăng giảm điểm một cách gọi là một cách vừa phải thôi chứ cũng không có có ngành mà nó tăng quá mạnh và cũng không có ngành nào nó giảm quá mạnh. Rồi à, đó là về chuyển động dòng tiền trong cái phiên ngày hôm nay rồi thì giai đoạn này á giai đoạn này thì em anh chị cứ tập trung vào cái mẹ cổ phiếu của mình mẹ cổ phiếu nào mạnh thì cứ giữ thôi ví dụ ví dụ như chúng ta linh hoạt cơ cấu linh hoạt cơ cấu và giữ một cái phần tiền mặt em á em thì hồi xưa giờ em không bao giờ em đánh full tiền mặt hay làm đánh full một tại vì lúc nào á lúc nào em nghĩ là thị trường á lúc nào nó cũng có rủi ro ví dụ như là à, ví dụ như là nếu mà rủi ro cao thì chúng ta để để dành là khoảng 50% tiền mặt mà rủi ro không cao thì chúng ta để dành là khoảng 20% phần trăm tiền mặt nhưng là đối với em hồi xưa giờ á, thì lúc này em cũng để một cái phần trăm tiền mặt để ví dụ thị trường nó có chỉnh đi thì mình mua thêm à, mua thêm mình cứ cơ cấu linh hoạt tại vì mỗi người á anh ha cái người cái người nắm cái mẹ cổ phiếu một hai tuần nó sẽ khác và người nắm cổ phiếu một hai tháng ba bốn tháng một năm hai năm nó sẽ khác có nghĩa là tầm nhìn của mỗi người sẽ khác nhau vậy nên anh chị cứ anh chị cứ linh hoạt nó ví dụ anh chị đánh dài hay đánh ngắn để anh chị có thể linh hoạt cái tài khoản của mình một cách tốt nhất. chứ ví dụ em nói cái chung chung, tại vì em là một nhà đầu tư có thể nói là một nhà đầu tư dài hạn đó. Nhưng mà nhưng mà nếu mà anh chị nào đánh đánh ngắn hạn thì anh chị có thể cái anh chị có thể linh hoạt hơn như vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua một chút về các cái mẹ cổ phiếu ha. rồi đi qua thẳng luôn về các cái mẹ cổ phiếu đi. Rồi đầu tiên là với cái mẹ các cái mẹ cổ phiếu ngân hàng. Rồi Uh, đầu tiên là mạng cổ phiếu MSB MSB thì hôm nay cái ngày à, gọi là ngày giao dịch không quyền ha thì cái phiên ngày hôm qua đó em nghĩ cái lực bán ngày hôm qua này cái lực bán ngày hôm qua thì đa phần á đa phần là các anh chị nhà đầu tư anh chị bán để không muốn nhận cổ tức thôi tại vì anh chị đã sợ cổ tức rất nhiều rồi tức là em em nghĩ là cái nhịp giảm ngày hôm qua này thì do đa phần là anh chị không muốn nhận cổ tức nên là anh chị bán tại vì anh chị đã sợ rất nhiều cái mẹ cổ phiếu lúc khi mà nó chưa cổ tức xong á thì giảm rất là sâu nhưng mà cái mẹ cổ phiếu msb thì về nền tảng cơ bản của nó thì em nghĩ cái mẹ cổ phiếu này là vẫn còn tốt thôi nhưng mà tại vì tại vì ngân hàng thị gian này nó vẫn chưa quá tốt cũng như là vẫn nó vẫn chưa hút được dòng tiền nhưng mà về về trung và dài hạn thì anh chị có hàng cứ nắm giữ mở spell thôi cái vùng hỗ trợ về trung hạn với cái mẹ cổ phiếu này là quanh giá khoảng hai mươi một lần gì có hàng nắm giữ được thì mở spell ngày hôm nay thì cũng là một cái phiên bình thường thôi à, tăng khoảng là bốn chín mươi cũng như là với khối lượng vừa phải thì anh chị nào có hàng thì nắm vô được ha nắm vô được thôi thì anh chị hỏi em là nhận cổ tức với MSB được hay không thì em nghĩ với cái mẹ cổ phiếu này thì nhận cổ tức ok nhận cổ tức được với mẹ cổ phiếu này à, về tầm nhìn về gọi là về tầm nhìn về trung về hạn thì MSB vẫn nói chắn là vẫn của mẹ vẫn là một cái mẹ cổ phiếu tốt rồi. À, à, tiếp theo là VB à, VB thì cũng tương tự VB cũng tương tự thì đa phần anh chị bán cái nhịp vừa rồi á đa phần là chị bán cái nhịp vừa rồi này thì đa phần là anh chị không muốn nhận cổ tức thôi là giống như anh chị nói là ờ tôi sợ cổ tức quá À, cổ tức là tức cổ nên là chị bán với cái mẹ cổ phiếu rất là nhiều nhưng mà nhìn chung thì VB VB thì à, VB thì là một cái mẹ cổ phiếu mang tính tính chất đội lái hơi cao anh anh chị nhìn giai đoạn trước này VB gia đoạn trước là một cái mẹ cổ phiếu có gọi là có cái gọi là có cái khối lượng một ngày á gọi là top đầu của thị trường nhưng mà hiện tại thì thanh khoản nó không có nghĩa là cái mẹ cổ phiếu này nó quay tay thanh khoản khá là nhiều thôi tức là nó mua nó mua tay trái nó bán tay phải đó chứ thật sự cái mẹ cổ phiếu này mẹ cổ phiếu này thì hơi mang tính chất đầu lái một xíu thì anh chị nào có hàng biết câu chuyện thì nắm giữ còn vb thì hiện tại em không có à, VB thì theo góc nhìn kỹ thuật á theo góc nhìn cơ bản thì em không có đánh với cái mẹ cổ phiếu này nhiều nhưng mà theo góc nhìn kỹ thuật ha theo góc nhìn kỹ thuật thì cái mẹ cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì nắm giữ được với cái mẹ cổ phiếu này quanh giá khoảng 30 34 à, kháng cự bên trên là anh chị theo dõi mốc là 37.5 à, tiếp theo là SHB à, HB thì hiện tại nó cũng SHB thì anh chị nào có hàng nắm giữ thì lưu và lưu cái mốc kháng cự bên trên HB thì cái mẹ cổ phiếu này đang chuyển sàn thì em nghĩ cái nhịp mà nó tăng á cái nhịp mà nó tăng thì gọi là bù á anh chị hay nói vui là bù à, trong thời gian chuyển sang thì tăng tăng để bù cho anh chị gọi là cho cổ đông á thì anh chị nào có hàng thì khi mà cái mẹ cổ phiếu này giao dịch trở lại thì anh chị lưu ý mất kháng cửa bên trên là 30 này rồi tiếp theo là mẹ cổ phiếu à, BVB BVB thì nó cũng vẫn đang có mức hỗ trợ bên dưới là quanh vùng giá khoảng 10 19 đây là cái mức hỗ trợ rất là cứng với mẹ cổ phiếu này mất kháng cửa bên trên của mẹ cổ phiếu này còn giá 25 thì anh chị nào có hàng thì có thể follow hai cái móc này được rồi tiếp theo là việc cơm À, vì cơm sau một sau một dịp rơi chạm về vùng giá là khoảng giá 90 93 thì đang bật lên cũng khá là tốt. À, vì cơm là một cái mặt cổ phiếu trụ thì à, đánh ngân hàng thì anh chị đừng đánh vì cơm. Tại vì vì cơm nó mang tính chất gọi là mang tính chất trụ khá là nhiều, nên là gọi là nó, nó, điều tiết chỉ số thôi. Còn à, đánh đánh ngân hàng thì anh chị nên tập trung những cái mặt cổ phiếu khác. Thì hiện tại vì cơm là một cái mẹ cổ phiếu hiện tại nó vẫn vẫn đang giữ một cái một cái mức bật tăng rất là tốt. Khi mà nó chạm về về hỗ trợ này, bật tăng lên cũng khá ok. Rồi anh chị nào nắm việc cơm thì lưu ý mốc kháng cự bên trên là quan giá 100 với mẹ cổ phiếu này. Việc cơm mà nếu anh chị nào nắm trong một năm qua đó thì thật sự là anh chị không có lãi đâu. Nó đi rất là ngang đi ngang rất lâu. À, MB rồi. MB thì sau khi mà nó chạm về vùng giá đó, hỗ trợ bên dưới là quanh vùng giá khoảng 20 27 thì hiện tại nó đang vẫn đang giữ giá khá là tốt. À, tuy nhiên thì hiện tại MB MB thì cái hiện tại nó, dòng tiền nó vẫn chưa có. Ví dụ chân nào mà anh chị thấy cái mẹ cổ phiếu MB này mà cái cột khối lượng nó cao 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 cao, hơn một xíu á thì có nghĩa là dòng tiền nó đã bắt đầu nó quay trở lại rồi tuy nhiên mb mb cũng là Techcombank á thì hiện tại nó vẫn chưa có một sự dòng tiền quá tốt thì mb đối với em á đối với, theo góc nhìn về trung và dài hạn ha thì cái mẹ cổ phiếu này là một cái mẹ cổ phiếu đang có cái mức giá rẻ hơn vẫn là cái với quan điểm của em á cái mẹ rất nhiều các cái mẹ cổ phiếu ngân hàng như là mb techcom ecb à, hay là cái mẹ cổ phiếu như là o, o, à, MB, Techcom, OCB hay là Techcombank thì rất nhiều mẹ cổ phiếu nó đang ở định giá rẻ nhưng mà tại vì cái vĩ mô nó không ủng hộ nên là cái mẹ cổ phiếu nó vẫn chưa hút được nhiều, 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 nhiều dòng tiền thôi à, theo góc nhìn về trung về dài hạn thì MB là về làm một cái mẹ cổ phiếu nó rất là cao theo góc nhìn đầu tư ha đầu tư còn về ngắn hạn thì cái mẹ cổ phiếu này vẫn chưa hút được nhiều tiền tại vì nó bị tác động bởi vì mô bởi nợ xấu để hỗ trợ doanh nghiệp này nhưng mà em nghĩ về trong khoảng là cuối năm đến đầu 2022 thì những cái mẹ cổ phiếu như mb nó sẽ có những cái mức tăng điểm tốt à, thì anh chị hỏi em thì cũng thì em cũng có rất là nhiều anh chị khách hàng à, tại vì thích rất thích với cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á nên là bây giờ anh chị đẻ gom em thì em không có có cái kiến gọi là không có cái nghị ngân hàng giai đoạn này nhưng mà em cũng thấy rất nhiều chị đã gom ngân hàng giai đoạn này rồi thì em cũng có chia sẻ một quan điểm là anh chị gom thì vẫn được thôi nhưng mà tại vì chờ hơi lâu gọi là cái chi phí cơ hội để mình bỏ ra để mình chờ đó thì nó hơi lâu nhưng mà tại vì anh chị cứ thích ngân hàng thì chị cứ mua thôi nhưng thì em vẫn đồng ý thôi tại vì giá này với những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á thì em đến thì vẫn đánh giá vẫn còn rẻ nhưng mà tại vì giao vị mô nên là, nên là vẫn rất là chậm nếu mình anh chị về đầu tư về lâu dài gọi là để, gọi là đầu tư để để, để dành đó, không có muốn lãi nhanh á thì ngân hàng thì giá này vẫn có thể gom được còn theo em thì giai đoạn này thì vẫn chưa vẫn chưa mua tại vì dòng tiền nó vẫn chưa có thì vẫn chờ cái sự xuất hiện của dòng tiền nó vào vào cao một xíu thì em sẽ mua rồi mb là một cái mẹ cổ phiếu đoạn trước em cũng có mua đoạn trước giai đoạn này thì em cũng có đầu tư với mẹ cổ phiếu mb bank tại vì em rất là thích mb nhưng mà khi mà nó bị ảnh hưởng bởi dịch đó bởi nợ xấu thì em đã không còn đầu tư nữa rồi nhưng mà khi mà nó vào trend thì em sẽ đầu tư lại với mẹ cổ phiếu mb này rồi tiếp theo là an bình an bình thì nó vẫn có mức hỗ trợ bên dưới là quanh giá khoảng 20 thôi khoảng 20 thì anh chị nào có hàng thì nắm giữ được với mẹ cổ phiếu này kháng cự bên trên là giá khoảng 2 à, tiếp theo là OCB ờ, OCB là một cái mẹ cổ phiếu em cũng đánh giá cao nhỉ ha cái mẹ cổ phiếu này nhìn trông nó vặn nó mạnh đó tại vì tại vì sao nó mạnh tại vì anh chị để ý kỹ này cái mẹ cổ phiếu mà OCB nó có một cái vùng hỗ trợ bên dưới là quanh vùng giá khoảng 22 nhưng mà khi cái mẹ cổ phiếu này nó điều chỉnh thì nó không chạm về cái mức này và nó bật lên luôn nghĩa là cái mẹ cổ phiếu này nó có một sức mạnh khá là tốt ừ. thì anh chị nào có hàng thì nắm chưa được ờ, OCB thì người ta ghét của em với cái mẹ cổ phiếu này là quanh giá khoảng 30 30 à, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa có dùng tiền vàng đó anh chị nào có hàng thì nắm chưa được thôi nắm chưa được ngắn hạn thì anh chị có thể follow cái mốc là khoảng dưới 25 rồi tiếp theo là mẹ cổ phiếu CTG à, CTG thì thật sự cái mẹ, mẹ cổ phiếu này á, thì với em á cái, cái gọi là cái mức chiết khấu như thế này á đây cái mức chiết khấu từ vùng đỉnh này từ vùng đỉnh đến đến bây giờ là là 30 phần trăm rồi thì với em cái một cái mặt của mẹ cổ phiếu ngân hàng nó khấu khấu mà 30 phần trăm như thế này á thì vùng này là nó có thể là nó, nó tạo đáy rồi nhưng mà quan trọng á là chờ trong bao lâu thôi quan trọng là chờ trong bao lâu chứ mình nghĩ cái vùng này cũng là một cái vùng là quanh là quanh cái đáy của với mẹ cổ phiếu CTG này rồi à, CTG là một cái mẹ cổ phiếu ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước nó đã khổ rồi có người ngân hàng nhà nước nó đặc trưng là nó đã, nó đã chậm rồi mẹ CTG là một cái mẹ cổ phiếu hy, hy, sinh rất nhiều hy sinh rất nhiều về cái mảng là trích lập dự phòng nên là về cái vấn đề về cái mẹ cổ phiếu, về, về về cái mẹ cổ phiếu này á nó chiết khấu khá là khá à, các à, thứ nhất là cái mẹ cổ phiếu này nó nó giảm thì nó giảm rồi nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này nó hy sinh khá là nhiều về cái mạng rất lập dự phòng nên là để mà nó xây một cái gọi là một cái sóng một cái sóng lại đó thì mấy cái mẹ cổ phiếu này nó phải cần từ 3 từ khoảng đến 4 đến 6 tháng khoảng từ 4 đến 6 tháng thì nó mới tích lũy được trong này này nó giống như là vinamilk giai đoạn vừa rồi vậy đó cái mẹ cổ phiếu CTG giống như là cái mẹ cổ phiếu vinamilk khi mà nó, nó giảm như này này thì nó phải cần từ 3 đến 6 tháng để nó hình thành một cái vùng đi ngang như này thì mới nó mới tăng đó đó như CTG nó sẽ như tương tự thôi thì để mà cái mặt của mẹ cổ phiếu mà nó tạo đáy á, thì nó phải cần thời gian rất là lâu cái cổ phiếu này thì vùng này là vùng đáy rồi nhưng mà chúng ta không biết là trong bao lâu thôi đó là phương điểm của em với CTG ha rồi tiếp theo là STB STB đó STB thì nó đang sau khi một dịp rơi này thì cái mẹ cổ phiếu STB thì hiện tại em vẫn chưa thấy một cái dòng tiền nào vào quá lớn hiện tại cái mẹ cổ phiếu này em nghĩ là nó phải cần tết lại lần thứ hai là quá nhiều 25 thì mẹ cổ phiếu này vùng này thì anh chị cũng có thể anh chị cũng anh chị nó có hai thì nắm giữ được thôi đó, ví dụ anh chị nào còn nắm giữ vẫn chưa bán thì vùng này anh chị hạn cho bán ra ha tại vì nó đang có dấu hiệu tạo đáy dưới này anh chị nào có hàng thì có thể follow cái mốc là còn 24 à, kháng cự bên trên là quanh giá còn 27 với mẹ cổ phiếu này rồi tiếp theo là VAB à, VAB thì cái mẹ cổ phiếu này là gãy trên rồi mẹ cổ phiếu này chỉ còn nhắc anh chỉ còn nhắc hạ ra Canh những nhịp hồi chúng ta hạ ra VAB khi mà nó chạm về giá 40 á thì em đã nhắc các anh chị rất là nhiều là anh chị phải bán ra rồi tại vì cái mẹ cổ phiếu anh chị hiểu không trong một cái nhịp đao trên trong một cái nhịp đao trên này mà cái mẹ cổ phiếu này nó, nó say ba nền nó xây ba nền mà nó gãy tiếp nữa thì cái mẹ cổ phiếu này rất là xấu nó xấu rồi tiếp theo là mẹ cổ phiếu ECB này SCB thì nó vẫn đang gọi là nó vẫn đang tích lũy thôi, vẫn tích lũy. Thì cái mẹ cổ phiếu SCB thì em nghĩ nó sẽ cần một cái nhịp rũ nữa đó. Tại vì em nghĩ là nó sẽ cần một cái nhịp rũ đánh gãy vùng giá khoảng 31 và nó rút chân lên trở lại. Em nghĩ là cái mẹ cổ phiếu này sẽ có một đánh đánh một nhịp rũ xuống cái vùng này này. Và nó rút chân lên trở lại á thì giai sau giai đoạn sau nó sẽ nhẹ tàu hơn. Hiện tại SCB cái điểm nhược của nó thì nó vẫn chưa có dòng tiền. Nhìn này, nó vẫn chưa có dòng tiền vào. Thì chừng nào mà những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á nó có dòng tiền vào như là Tiên Phong Banh này. Anh chị để ý kỹ này, đây, anh chị nhìn cái giai đoạn của tiếng phong anh này giao này là một giai đoạn không có dòng tiền Hay không giờ không không có dòng tiền này nhưng mà chỉ cần dòng tiền nó vào trong dòng như thế này thôi thì cái mẹ cổ phiếu tiếng phong anh nó chạy rất rất là nhạy rồi là chỉ cần có dòng tiền mà nó đẩy vào những cái phiên như này á là trong dòng sau nó chạy rất là nhạy gọi là nhạy giá hơn á còn những cái mẹ cổ phiếu mà khi mà nó nó giảm mà nó không có dòng tiền đó gọi là nó chim mồi vào á thì nó sẽ hơi khó một xíu à, em vẫn chờ những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng nó có dòng tiền thôi rồi tết cơm À, tết cơm thì em cũng nói rồi ha tới cơm thì chị nào có hàng thì có thể follow mốc hỗ trợ cứng của nó là quanh giá khoảng 47.7 thì tết cơm là một mày là một cái mẹ cổ phiếu rất là mạnh trong ngành ngân hàng nói về nền tảng cơ bản thì tết cơm là thuộc dạng là khoảng là tốc đầu rồi Tốc đầu trong ngành ngân hàng rồi về cái mạng gọi là về những cái công ty xin lỗi chị về cái ngân hàng gọi là thương mại cổ phần thì tết cơm rất là mạnh về về niêm cũng là về ca sa nói về niêm và ca sa thì tết cơm gọi là gọi là, gọi là, gọi là những cái mẹ cổ phiếu rất là mạnh Tết cơm thì về dài hạn thì em nghĩ giá này vẫn còn rẻ thôi nhưng mà hiện tại cái điểm nhiều của tết cơm á, thì cũng giống như ngân hàng khác thì nó vẫn chưa có dòng tiền thì em vẫn đợi cái dòng tiền nó vào với mẹ cổ phiếu tết cơm thì em sẽ lưu ý dòng sau rồi à, anh chị nào có hàng nắm giữ thôi nắm giữ anh chị ha rồi tiếp theo là hát đê thì sau khi mà nó gãy này anh ha sau khi mà nó gãy thì hát cái điều kiện cần của nó thì nó phải nó không được gãy cái vùng nó không được gãy quá sau cái vùng là khoảng giá 24 mươi là hát đê thì nếu mà đánh theo một mô hình gãy đủ đó thì thì giá động sách giai đoạn phía sau này nó thì nó không được gãy về giá khoảng 24 khoảng có nghĩa là nó tạo nền thành đi ngang nó sẽ tốt hơn rất nhiều còn nếu mà nó gãy xuống giá khoảng 23 như này này thì mẹ cổ phiếu này rất là xấu nó xấu ha tại vì cái mẹ cổ phiếu này nó, nó gãy rất nhiều hỗ trợ rồi à, thì chỉ đối như vậy rồi tiếp theo là mẹ cổ phiếu tiên phong banh à, tiên phong banh thì nhìn có hàng nắm giữ thôi thì vẫn đang tích lũy tiên phong banh thì em nghĩ nếu mà thị trường tốt thì nó chạy nữa đó thì nữa đó thì anh chị nó có hàng nắm giữ thôi tiên phong thì em nghĩ nó phải còn một cái nhịp nghỉ tại vì giá đồng rồi thì anh chị nhà đầu tư đó, anh cũng mua đô đu, mua đuổi rất nhiều rồi thì nó phải cần một cái nhịp tích lũy một cái nhịp rũ bỏ thì nó mới chạy tiếp à, tiên ban thì mỹ là một cái mẹ cổ phiếu này nó mạnh về về công nghệ tại vì tiên phong ban là một cái mẹ đi đầu về áp dụng công nghệ cũng như là đa dạng hóa sản phẩm cũng như là về tối ưu cho khách hàng thì mẹ cổ phiếu này rất mạnh về công nghệ ha em nghĩ rất là cao à, liên việt liên việt thì nó phải cần xây cái nền phía sau quan sát ha rồi tiếp thêm sẽ đi qua vòng và một cái mẹ cổ phiếu chứng khoán đây rồi à, chứng khoán thì có các mẹ cổ phiếu em đi qua vài một cái mẹ cổ phiếu lớn trước hcm hcm thì hiện tại nó gãy cái vùng hỗ trợ bên trên là quán giá khoảng 21 thì nếu mà đánh thêm một mô hình gãy nền rũ bài bản á thì, thì giai đoạn phía sau á thì cái mẹ cổ phiếu này nó đừng có gãy vùng giá khoảng 48 nếu mà nó xây được một cái nền này nó xây được một cái nền và nó về lại cái nền bên trên á nó về lại cái vùng nền bên trên đó thì nó sẽ ok còn nếu mà nó gãy luôn giá 48 nó gãy xuống bên dưới này, này thì cái mẹ cổ phiếu này rất là xấu đó chị lưu như vậy ha dạ, anh chị anh chị cứ giống như cái mẹ cổ phiếu BVT này không BVT sau khi mà nó tạo này nè tại vì cái vùng nền là cái vùng khi mà nó tạo nền quá lâu á thì cái lượng người đu đỉnh gọi là cái lượng người mua cũng như là lượng người là người mua vào á thì rất nhiều thì nó phải cần một cái dịp rũ là khoảng 4 phiên này nha nó gãy cái nó gãy vùng hỗ trợ là khoảng dưới hai ba năm này nó gãy xuống khoảng 4 phiên sau đó nó quay về nền thì những cái mẹ cổ phiếu tạo nền gãy nền sau rồi quay về nền á thì cái sức bật tăng của nó gọi là cái dịp này á nhịp này giống như là một dịp rũ đó gọi là rũ cho nhị tàu đó tại vì tàu trên đây tàu trên đây là tàu nặng này rủ cho nhị tàu này nha khi mà cái mẹ cổ phiếu này rủ anh chị nhìn cái, nhìn cái cổ khối lượng này anh chị đã bán ra rất nhiều rồi đó, anh chị thành những cầu khối lượng không bán ra nhiều hơn những nhị tàu rồi nhị tàu rồi thì kéo nó rất là nhanh thì những cái mẹ cổ phiếu tạo nền gãy gãy xong rồi về nền đó thì những những cái mẹ cổ phiếu anh chị có thể lưu ý đó. thì những cái mẹ cổ phiếu như HCM này thì nó phải cần xây một cái nền sau đó nó quay trở về lại nền thì cái mẹ cổ phiếu này giai đoạn sau có thể chú ý được đó. rồi đầu tiếp theo là mẹ cổ phiếu như là VND VND là một cái mẹ cổ phiếu đầu đàn đầu ngành thì mẹ cổ phiếu này chỉ nó có hàng thì có follow móc 50 thôi móc 50 thôi cái có nắm được, được VND thì mấy cái mẹ cổ phiếu này nó tăng trưởng bình vững nó tăng thì nó tăng không nhanh đâu nhưng mà đi từ 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 đi lên rồi tiếp theo là mbs à, mbs thì, thì cũng tương tự thôi à, sau khi mà nó gãy cái nền này thì điều kiện cần á điều kiện cần thì nó phải quay về cái nền bên trên không oh, phải, nó phải quay về cái nền này nó nó tích lại lại được nó tích lại lại được thì chị phải lưu ý còn nếu mà nó không nó, nó chạm về vùng này á mà nó gãy nữa đó thì em không lấy giá cao như được ha. tại vì giai đoạn này á rất nhiều mẹ cổ phiếu đánh gãy nền rũ có là tạo nền gãy nền xong rồi, xong rồi là quay về nền lại nền thì những cái mẹ cổ phiếu mà quay về lại nền á thì xu hướng phía sau nó sẽ tốt hơn rất nhiều và như, như vậy anh chỉ lưu như vậy ha rồi VCI v, VCI cũng tương tự thôi phải chờ nó quay về khoảng giá sổng 62 sổ 63 sổ trên này để xem như như nào thôi rồi SS này tương tự ha SS thì nó cũng gãy nền nè nó đang xem cái nền lại lại nè thì chị để xem anh quan sát cái mốc là khoảng 38 38 39 trên này như nào và anh chị có thể follow những cái mốc này được thì những cái mày cổ phiếu chứng khoán á những cái mày cổ phiếu chứng khoán thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi ví dụ anh chị đầu tư á anh chị đầu tư thì anh chị phải xác nhận ra anh chị phải xác định rằng á thì những cái mày cổ phiếu chứng khoán thì nó bị bị ảnh hưởng bởi có nghĩa là nó nó được hưởng lợi khi mà lãi suất giảm thì nó sẽ bị bất lợi khi mà lãi suất tăng khi mà dòng tiền rút ra từ chứng khoán nhiều thì những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì anh chị nào đánh á, thì chị anh đánh đánh tỷ trọng vừa phải thôi còn đánh mà tỷ trọng lớn gọi là cái dư địa tăng phía sau về nó mạnh á trước mắt là trong khoảng quý tư thì em không đánh giá cao về cái dư địa về cái dư địa ha về dư địa rồi tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu thép cũng như những cái mặt cổ phiếu than này than thì nó đang điều chỉnh rồi thì những cái mặt cổ phiếu than thì em không em không có nghiên, nghiên, cứu nhiều tại vì cái vốn còn tại vì cái tại vì cái gọi là cái tài quản lý khách hàng của em á, thì khá là lớn và vốn của anh chị thì cũng vốn lớn và em đầu tư thì cũng hơi an toàn mà những cái mẹ cổ phiếu đầu cơ cao ví dụ như, là thang này thì tại vì nó đầu cơ cao quá nên là em cũng không có mua tại vì em sợ tại vì em mua thì em mua tài khoản cá nhân thôi còn em còn để mà để kiến nghị cho những cái chị khách hàng á, thì thật sự là em không dám kiến nghị tại vì nó tăng giảm một cái phiên có tăng có ngày thì tăng trần có ngày thì giảm 6 7%. Thì nếu chị đầu tư thì chị sẽ rất là lo lắng mà em thì em ưu tiên sự an toàn hơn nên là em sẽ không đánh với những cái mã cổ phiếu than ha. Rồi, nêu rõ điểm như vậy. Rồi những cái mã cổ phiếu uh, thép. Uh, thép thì em nghĩ giai đoạn này á giai đoạn này cũng là một giai đoạn nó tìm cận cái mùa báo cáo tài chính rồi. Thì để mua thì không, để mua thì không. Anh chị có thể canh những nhịp mà nó kéo á, anh chị có thể chốt bớt chốt bớt để chúng ta cover lại bên dưới tại vì em nghĩ là thép trong cái giai đoạn quý tư á, nó sẽ được tiếp tục thép thì trong quý tư nó vẫn tốt thôi nhưng mà để mua để mua thì anh chị phải chờ cái cái báo cáo báo cáo tài chính nó ra chờ những nhịp chiết khấu tại vì với em á, những cái mẹ cổ phiếu nào mà nó tốt trong quý 3 đó mà nó tốt trong quý tư nữa đó thì nó sẽ có một cái nhịp chiếc khấu lại giống như cái mẹ cổ phiếu nam kim này anh chị nhìn này đây anh chị lưu ý cái mẹ cổ phiếu nam kim ha rồi nam kim này cái ngày em nói là một lần nữa ha cái ngày cái ngày này là cái ngày ra báo cáo tài chính của nam kim này anh chị thấy không cái ngày 28 tháng 6 á, là cái ngày ra báo cáo tài chính của nam kim cái ngày này là một cái ngày khi mà ra báo cáo thôi cái mẹ cổ phiếu này tăng trưởng thì khi mà cái mẹ cổ phiếu ra báo cáo tài chính nó đẹp á anh chị thấy không cái lượng hàng mà đô vào á rất là nhiều thì khi mà ai cũng thấy đẹp á thì cái mẹ cổ phiếu nó phải chiết khấu lại đó thì giai đoạn mà gần báo cáo tài chính á thì anh chị canh anh chị nắm giữ anh chị chốt lại thôi chờ chỉnh chúng ta mua lại đó anh chị lưu ý thép thì giao này nắm giữ nắm giữ mà chờ kéo chúng ta chốt dần chốt dần còn để mua thì chúng ta phải chờ chỉnh như vậy ha tại vì những cái gì mà người ta thấy tốt á thì chúng ta phải chờ nó chỉnh thì chúng ta mới mua còn ai mà cũng thấy tốt thì thì nó sẽ rất là nguy hiểm như vậy ha những cái mẹ có phiếu thép như nam kim hoa sen smc hay là Hòa phát thì quý tư nó vẫn còn tốt nhưng mà về ngắn hạn gọi là cái về cái về cái mua báo cáo tài chính sắp tới để mua thì không 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 mua được phải cho chỉnh lại và vẽ như vậy ha ví dụ nam kim thì chỉ cần nắm hàng thì có thể canh nhịp kéo của nó nhịp kéo của nó thì có thể chốt lại mất rồi ví dụ như hòa phát cũng tương tự thôi hòa phát thì chỉ đâu có hàng chỉ nắm giữ được cứ nắm giữ thôi nắm giữ gì ha rồi hoa sen cũng như smc này thì cứ nắm giữ thôi smc ngày hôm nay, ngày hôm nay tăng tốt ghê MC ngày hôm nay tăng rất là tốt với khối, với khối lượng nó cao gì ha mà cổ phiếu này nó đang có mấy chút nó vượt đỉnh rồi anh chị nào có hàng nó hiểu được ngày hôm nay bơm cũng khá là tốt này uh, bơm cũng là một cái mẹ cổ phiếu dạng penny nó cũng hơi ba cung đó thì mẹ cổ phiếu này em, em em, em, em quan sát cho vui thôi chứ mà để mua thì mẹ cổ phiếu này em không có đưa vào tầm tầm ngắm mẹ cổ phiếu này đây đó những mẹ cổ phiếu thép cũng như là than ha rồi một vài còn mẹ, mẹ cổ phiếu bất động sản cũng như là bất động sản công nghiệp ngày hôm nay có hai mẹ cổ phiếu SHC cũng như là BCG tăng tăng trần luôn mới sợ chứ hai cái mẹ cổ phiếu này hôm nay tăng trần luôn thì hai cái mẹ cổ phiếu này em cũng cho em cũng có cái người cho anh chị khách hàng của em mua với hai cái mẹ cổ phiếu này uh, SSC là một cái mẹ cổ phiếu khu, khu công nghiệp và quỹ đất nó rất là tốt BCG là một mẹ cổ phiếu mạng năng lượng target của với mẹ cổ phiếu này vùng, giá khoảng 24-25 gì ha mẹ cổ phiếu này hình như em em cũng có nhắc nó chỉ rất là nhiều rồi sao đó đúng rồi video nào thì em cũng có nhắc với mẹ cổ phiếu này mẹ cổ phiếu này thì nó có bên mạng năng lượng cái rủi ro với mẹ cổ phiếu này á là cái phần nợ nợ vay của nó hơi cao một xíu giống như là giống như cái mẹ cổ phiếu này gọi là nó, nó sai đoạn bảy đó đòn bẩy với mặt cổ phiếu này hơi cao gọi là về cái phần nợ vay nợ vay trên cái vốn chủ sở hữu của nó đó, thì nó hơi cao một chút nhưng mà về cái về về cái mảng dự án của nó thì cái mẹ cổ phiếu em đánh giá cao thì ta ghép với mẹ cổ phiếu này khoảng giá hai bốn hai thì vào trên nè mẹ cổ phiếu này với cái hai cái đến là ngày ngày hai tháng 9 á xin lỗi chị vào ngày 22 tháng 9 đến ngày hôm nay là ngày ngày tám tháng 10 thì với hai cái nến này hai này, cái nến là một hai cái nến gọi là xác nhận xu hướng đó bị khối lượng rất là cao đó ví dụ như là nó vượt cả như này và khối lượng nó như này này thì là mới ok anh chị nào có hàng có thể follow thôi thì mẹ cổ phiếu này hình như em cũng có cái nghị cho chị quanh giá khoảng 44445 như này rồi thì anh chị nào có hàng nắm giữ cái gì ha rồi rồi đất đất xanh ngày hôm nay cũng tăng tốt này đất xanh ngày hôm nay thì có lẽ là có lẽ là anh chị cũng đã bỏ quên rất là nhiều rồi thì đất xanh thì em nghĩ cái nhịp này á cái nhịp này nó sẽ tạo media tốt tại vì đất xanh trong giai đoạn vừa rồi này em nghĩ là trong giai đoạn vừa rồi này thì anh chị cũng đã anh chị cũng đã ruồng bỏ và là anh chị đã cũng đã chán nản với mẹ cổ phiếu đất xanh này rồi thì khi mà nó đánh là một nhịp mới thì em nghĩ nó sẽ tạo những cái câu chuyện ví dụ như làm media hay là nó làm tin tức để nó lấy lại lòng được cổ đông gọi là gọi là lấy lòng cổ đông lại đó thì mẹ cổ phiếu này thì thật sự về đầu tư nữa thì về gọi là góc nhìn về trung về hạn đó thì mẹ cổ phiếu đất xanh thì nhiều dự án nó tốt thật nhưng mà sau một cái nhịp vừa rồi đó thì thật sự là cái niềm tin của em với đất xanh thì không còn nữa không còn nữa với à, với em với mẹ cổ phiếu đất xanh này à, cứ là về giá đó về giá thì cái mẹ cổ phiếu này về tiềm năng của nó thì em nghĩ mẹ cổ phiếu này vẫn còn tăng thôi nhưng mà về gọi là về cái niềm tin của với cổ đông về niềm tin vào doanh nghiệp niềm tin vào ban lãnh đạo đó thì cái mẹ cổ phiếu này thật sự là em, em không còn niềm tin nữa à, đối với là mình như vậy rồi các mọi cổ phiếu như DRI hôm nay còn tăng tốt là gì ha gì nào hàng có có thể follow thôi à, nhiều khả năng thì nó sẽ quay trở về nó tới lại vùng giá là khoảng vùng giá khoảng 13 năm như thế này nếu anh chị nào có hàng thì có thể follow mức này được rồi HDC này HDC thì anh chị nào có hàng nắm giữ thôi Mẹ cổ phiếu này chạy chạy nhanh quá chạy kinh thật nha nó chạy nút rút rồi mà cổ phiếu này cái form này là một cái form chạy nút rút gì ha cái phôm này nó chạy anh chị không có vào được đâu rồi anh chị nào có hàng nắm giữ và canh chốt lại dần thôi rồi tiếp theo là KBC. À, KBC ngày hôm nay tăng tốt nhưng cuối phiên cũng gặp áp lực chút lời. KBC về tầm nhìn về gọi là về về trung và dài hạn. Gọi là về trung và dài hạn đó. Thì cái này cổ phiếu này em giá, em giá, vẫn còn tốt. Tại vì đất nhiều, đất nhiều và dự án nhiều nhưng mà vẫn trên giấy tờ thôi vẫn chưa thực hành gọi là vẫn chưa bắt đầu một một cái giai đoạn là một giai đoạn thi hành quá nhiều thì mẹ cổ phiếu này dự án rất nhiều thì về trung về hạn thì mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng năm dữ luôn KBC là một cái mẹ cổ phiếu đánh rất là khó chịu đó mẹ cổ phiếu KBC nói về cái tính khó chịu của nó thì gọi là giảm tốc, gọi là giảm gọi là khó chịu tốc đầu đó tại vì cái mẹ cổ phiếu này đánh rất là rác rất là rác đánh khó chịu lắm mẹ cổ phiếu này chỉ có hàng thì phải nghiên cứu kỹ để chúng ta có niềm tin chúng ta nắm giữ ha gì ha rồi tiếp theo là mẹ cổ phiếu nam từ liêm nam từ liêm thì em canh canh chỉnh lại mua thêm tại vì cái mẹ cổ phiếu này em em đã mua rất lâu rồi mẹ cổ phiếu nam từ liêm thì em có mua từ vùng giá là khoảng giá hai tám hai chín em gom em, em, gom lên thì em nghĩ là khi mà nó tạo khi mà nó nó về cái nền này này em nghĩ nó sẽ chỉnh chỉnh lại để lắp lại cái gáp này nhưng mà nó không nó không lắp lại gáp để mua thêm nhưng mà cổ phiếu này chạy nhanh quá mà cổ phiếu này nếu mà chị nào mà có có mua theo cái nghị của, của em á thì em cũng xin chúc mừng chị ha rồi mà cổ phiếu này về về cái target của em mà cổ phiếu này em đánh dài là khoảng khoảng bốn bốn ba bốn năm bốn ba bốn năm mới mẹ cổ phiếu này về target em thì em đánh dài thôi chứ em không có mẹ cổ phiếu này thì trong danh mục của em em cũng có mua à, Tỉ tỷ trọng vừa phải thôi chứ không, không nhiều nhưng mà về target với mẹ cổ phiếu này nếu mà chị có mua theo em á thì target giờ gọi là target về khoảng hai quý tới của nó là hai quý sắp tới là khoảng giao khoảng 43 đến 45 và có thể hơn, có thể hơn. Rồi tiếp theo là các cái mã cổ phiếu như là IDC này, IDC thì chạy nút rút rồi, có hàng năm giữ thôi. À, IDC thì em cũng em cũng có cái nghĩ là khi mà con à, quanh giá khoảng 40 dưới này này. 40 này thì cũng có cái nghĩ này. À, à, anh chị đừng có hàng năm giữ follow thôi. Canh chốt thôi, chờ ví dụ như là có biến á. Tại vì anh chị nhìn nè. Giai đoạn này, giai đoạn này này thì cái mã cổ phiếu này nó tăng điểm này, nhưng mà không có khối lượng nữa nghĩa là cái vùng này vùng này kéo thì nó vẫn còn kéo thôi tuy nhiên nếu mà nó xuất hiện một cây cây nến mà là một cái cây, cây nến búa đó một cái nến gọi là một cái gọi là một cây nến đó. với một cái râu nến trên á với một cái râu nến trên hay là một cái râu nến dưới đó, mà nó dài á thì chị nên, cân nhắc chốt lại dần đó tại vì giống như là anh chị có những cây nến như ví dụ như là hammer này hay những cái nến mà hang man á hay là sustain star đó. đó. thì những cái nến đó thì có dấu hiệu đảo chiều đó thì chân nằm nó có cái cây nến đó thì anh chị có thể cân nhắc bán ra dần dần với mẹ cổ phiếu đó rồi tiếp theo là có các mạng cổ phiếu như là SM ngày hôm nay tăng tốt này. SM thì nó bên bên mảng về nó cũng có làm về mảng năng lượng. Thì mạng cổ phiếu này hôm, ngày hôm nay đóng đến hơi xấu. Mạng cổ phiếu này không nay đóng đến hơi xấu thì nhiều khả năng sẽ test lại giá khoảng 16 với mạng cổ phiếu này. Rồi EJC, ừ, EJC cũng tương tự ha. EJC thì hiện tại đang về cản này, ngày hôm nay về cản gặp áp lực chốt lời. Thì EJC thì em nghĩ nó sẽ nó, nó sẽ tích đi lại thôi và nó sẽ tăng tiếp. EJC thì target ngắn em với mạng cổ phiếu là khoảng giá khoảng 3233 với mạng cổ phiếu này. Rồi các mạng cổ phiếu như là SR này, SR thì nó phải quay về cái bên trên này để xem thì nó về bên trên này nó tốt lý lại như nào thì có thể cân nhắc cho đồng sau. Có hàng năm nhiều được. Rồi các cái mã cổ phiếu như là BHR. BHR thì nó vẫn đang moment nó chạy lên thôi. BHR thì cái mã cổ phiếu này với về với, với về định giá đó. Về định giá thì cái mã cổ phiếu này nó đang rẻ hơn so với cái định giá của nó. Nhưng mà về xu hướng thì cái mã cổ phiếu này là vẫn đang nằm trong một cái xu hướng giảm. Thì những cái mã cổ phiếu nó đang vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm đó. Khi mà anh chị mua tích góp đó, và anh chị mua mua gom đó thì nó tốt nhưng mà về tốc độ tăng giá của nó thì nó sẽ rất là lâu tại vì những cái mẹ cổ phiếu sau một nhịp điều chỉnh thì trong quá trình đi lên nó sẽ rất là chậm đó nhiều lũ như vậy ha gvr này gvr thì hôm nay nó chạm về kháng cự nó bị bán xuống thì anh chị nào có hàng thì có thể follow cái mức hỗ trợ bên dưới là quanh vùng giá khoảng ba mươi sáu năm rồi kdh này kdh thì khá là tốt kdh thì nó siết cái vùng gọi là nó nó gọi là hai cái đường em mười này hai cái đường ngày mai mười cũng ngày mai hai nó là nó, nó, nó rất là chạm đoàn nhau và nó vừa nó vừa trải qua một giai đoạn tích lũy quanh vùng giá cái vùng cung nhỏ nhỏ này nha là quanh giá khoảng 41 đến khoảng giá 4, 43 này đó là một vùng cung nhỏ nhỏ rất là tốt thì mẹ cổ phiếu này nó chờ nó tết lại nó tích lũy tốt thì chỉ có thể mua được à, cái thì cái mẹ cổ phiếu này là là một cái mẹ cổ phiếu uh, bất động sản thì những cái mẹ cổ phiếu bất động sản thì trong cái buổi livestream ngày hôm qua thì em cũng, em cũng có chia sẻ rất là kỹ rồi à, ckg à, ckg thì sau một cái phiên tăng ngày hôm qua ngày hôm nay áp lực bán nhưng mà cũng không nó cũng không giảm quá sâu anh chỉ có hàng thì cứ follow thôi rồi thì có một vài mẹ cổ phiếu như là dig ha dig ngày hôm qua tăng tốt nhưng gặp áp lực bán tại vì về kháng cự mà nhỉ về kháng cự này gặp áp lực bán là bình thường thì giờ thì mẹ cổ phiếu này tiềm năng thì vẫn đánh là nó vẫn còn, vẫn còn vẫn còn vẫn còn tốt nhưng mà đánh đánh hơi khó chịu thôi tại vì cái mẹ cổ phiếu này cái biên độ đánh rất là khó chịu nên là nó tăng nó giảm tăng giảm tăng giảm rất là nhanh nhưng mẹ cổ phiếu này chị nào có hàng thì chỉ chị có thể follow được cái mức hỗ trợ về trung hạn của nó là quanh như khoảng 30 rồi Nam long năm long thì phải chờ tích lũy lại đi năm long thì nó xem một cái nền ngắn ngắn thì có thể mua được rồi các cái mẹ cổ phiếu như là Vinh, Home. Vinh Home ngày hôm nay cũng là một cái phiên bình thường thôi tại vì Vinh Home nó đang về cái vùng kháng cự bên trên này thấy không đây Vinhome cũng là một cái mà cổ phiếu đánh theo mô hình là gãy nền rũ này tạo nền này gãy này anh em tạo nền này gãy này quay về nền này cái mẹ cổ phiếu Vinhome á mà nó quay về nền mà nó tốt lý là tại nền tốt thì mẹ cổ phiếu này nó sẽ vào trên thì Vinhome thì em nghĩ cái nhịp này vào trên được rồi Vinhome thì nó rũ quá sâu rồi mà khi mà rũ quá sâu như vậy đó thì nhị tàu nhị tàu thì nó sẽ chạy rất là nhanh nha Vinhome thì em nghĩ cái giá này á giá này thì mình nó sẽ chạy đó Vinhome thì chỉ đánh dài thôi đánh dài thôi chứ đánh ngắn thì không đánh Vinhome được đâu Vinhome mà đánh ngắn thì chờ 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 mỏi mòn luôn đó tại vì nó là trụ mà nó là trụ nó là gọi là thấp đầu mà anh chị đánh chờ mong mà khoảng năm mười mười phần trăm trong một thời gian ngắn thì rất là khó với mẹ cổ phiếu như không rồi tiếp theo là các cái mà cổ phiếu à, bán lẻ công nghệ thì để xem lc lc hôm nay kéo etc gì ha? đây hôm nay kéo etc thì với cái việc mà nó kéo etc như này á thì anh chị lưu ý ha hôm nay kéo etc thôi thì để xem cái gáp này như nào lc là một cái cổ phiếu công nghệ à, và nó chạy rất là nhanh mẹ cổ phiếu này nó chạy rất là tốt ừ. anh chị nào cái hàng nắm giữ follow thôi à, uh, này à, uh, là một một cái mẹ cổ phiếu đánh rất, rất khó chịu thì nếu anh chị mà theo dõi thường xuyên của cái video của em á thì cái nhịp mà bet này mà nó rủ này anh nhau khi mà nó tạo nền bên trên này Đây, khi mà nó tạo nền bên trên này và nó gãy xuống này nó gãy xuống cái này nè anh chị thấy ba cái cây nến này ba cái cây nến là 27 tháng 9 28 tháng 9 cũng như là ngày 29 tháng 9 đó. là ba cái cây nến ba cái nến là một một ba cái cây nến rủ bỏ còn là gãy lên rủ đó tạo này nè gãy rủ xuống này thì quay về nền thì những cái mẹ cổ phiếu mà nó gãy nền mất giai đoạn vừa rồi đó, mà nó quay được lại nền á thì những cái mẹ cổ phiếu nó rất, nó sẽ rất là khỏe trong lần phía sau thì bé thì mẹ cổ phiếu này thiên về bán lẻ và nó có một cái nền tảng rất là dài thấy không nó có một cái nền tảng rất là dài thì mẹ cổ phiếu này chị nắm giữ follow thôi à, target cùng với mẹ cổ phiếu này là khoảng quanh giá khoảng 30 33 đến 35 rồi à, EAT này rồi cái hàng follow được mà cổ phiếu này cũng bên bên mạng về dịch may rồi tiếp theo là các bạn cổ phiếu như là CMG này, CMG cái này, cái nến này nó ngày hôm nay thì cái mẹ cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì có thể follow cái mốc là cũng giá 56. Cái mẹ cổ phiếu này, cái cổ phiếu này nó cũng chạy quá là nhanh rồi. Cái mẹ cổ phiếu nó cũng đánh theo nền tảng dài này nha. Thì những cái mẹ cổ phiếu mà nó có cái nền tảng dài như thế này á thì trong quá trình mà nó chạy phía sau á nó sẽ chạy rất là bền. Chạy rất là bền. Rồi, các mẹ cổ phiếu như là FRT. FRT thì vùng này các nắm giữ thôi. Tại vì FRT cái vùng này á, cái vùng này các cái cây nến của nó thì em hơi sợ. Tại vì nó, nó liên tục xuất hiện những cái nến mà nó bị áp bán xuống này gọi là cái cây nến nó, à, uh, uh, ừ, cái star là cái này có dấu hiệu đảo chiều đó nhưng mà về về cái mạng bán lẻ với mẹ cổ phiếu này thì vẫn đánh giá cao nhưng mà về kỹ thuật với mẹ cổ phiếu này thì anh chị nào có hàng nắm giữ được FRT thì cái nó tăng quá mạnh rồi tăng quá mạnh rồi cá hàng nắm giữ thôi mua thì không, không có định mua được à, các mẹ cổ phiếu FPT này cũng là một cái phiên bình thường thôi FPT thì vẫn như vậy vẫn chưa gì phải đáng nói MWG thì cứ trên là khoảng 120 thì cứ nắm giữ MWG thì nghĩ về trung hạn thì mẹ cổ phiếu nó vẫn còn tăng MWG về nếu chị mà đánh trụ á nếu chị mà thích trụ á anh chị thích đánh những cái bạn cổ phiếu mà đầu ngành á đầu ngành thì mở lừa thì anh chị cứ, cứ mua thôi can chỉnh thì mua được à, ta ghép với cái mẹ cổ phiếu này về trung hạn là khoảng giá một quanh một với mẹ cổ phiếu này à, vre này vre thì em chờ cái vùng cung nhỏ nhỏ này thì vre cái vùng này là vùng đáy rồi anh chị nào gom á ví dụ anh chị nào gom cho hậu dịch á gom cho hậu dịch ha và là gom cho khi mà hậu dịch cũng là khi mà chúng ta hoạt động trở lại bình thường rồi trung tâm thương trung tâm thương mại mở lại rồi đó thì mẹ cổ phiếu này như vùng này anh chị có thể gom được còn ngắn hạn ngắn hạn thì như bảo qua à, VRE cái mẹ cổ phiếu này tạo đáy rồi nhưng mà không biết khi nào nó đánh, nó, nó, đánh thôi à, như vậy như vậy à, Masan thì cũng tốt thôi Masan thì nó cũng đang tạo một cái nền có hàng thì nắm giữ quanh cái mốc hỗ trợ về trung hạn với mẹ cổ phiếu này là quanh giá 130 lần nhưng mà hỗ trợ về ngắn hạn thì chỉ luôn cái mốc 140 rồi à, đó là những cái mẹ cổ phiếu bán lẻ bảo hiểm này. bảo hiểm đi qua nhanh mọi gần ngày hôm nay cũng tăng tốt như gặp áp lực bán lên trên bên trên xuống à, BVH tốt quá nhỉ ha BVH cái mẹ cổ phiếu này tốt ghê khi mà nó về cản đó cái mẹ cổ phiếu này không tích lũy mà nó chạy luôn Mẹ cổ phiếu này đã có dấu hiệu nó vượt cản luôn thì gì nó hàng nắm vô được với mẹ cổ phiếu này rồi BMI BMI cũng tương tự thôi nó vẫn đang tích lũy rồi đi qua một vài mẹ cổ phiếu um, để xem mẹ cổ phiếu nào ha. đầu tư công này ừ, đầu tư công là là ngày hôm nay tăng tốt nhưng gặp áp lực bán nha thì với cái, với cái áp lực, áp lực bán như này á anh chị lưu ý những cái phiên á, những cái phiên mà cái mẹ cổ phiếu nó tốt nó tăng tốt với khối lượng tốt cần làm những cái phiên mà tăng điểm này với khối lượng cao nhưng mà đóng cửa ở dưới 1 phần 2 cây nến trở xuống á, thì thông thường á, là khoảng 80 phần trăm thì nó sẽ xu hướng nó sẽ quay trở về nó tết lại cái vùng bên dưới như này tại vì tăng điểm mà gặp áp lực bán á, thì nhiều khả năng cái mẹ cổ phiếu nó sẽ quay về nó tết lại vùng giá là khoảng giá 10, 19 đó. À, như vậy thôi tại vì tăng điểm này tăng điểm gặp áp lực bán lớn này thì cái mẹ cổ phiếu này nghĩa là cái lực cung bên trên nó vẫn còn lực cung bên trên vẫn còn á, thì nó sẽ nó sẽ tìm về những cái vùng cầu bên dưới nó thấp hơn như vậy thôi rồi à, tiếp theo là cái mẹ cổ phiếu như là Um, HHV này HHV thì vẫn đang tạo thanh khoản thôi anh chị nào có hàng thì có thể follow mốc 19.5 là hút rồi hút các hàng follow cái mặt cổ phiếu này đẹp ghê đó mặt cổ phiếu này về cái trend của mặt cổ phiếu này rất là mạnh nhỉ ha cái trend của mặt cổ phiếu rất là mạnh mặt cổ phiếu này em nghĩ, em nghĩ tìm năng tăng nó vẫn còn à, Mẹ cổ phiếu này thì em vẫn chưa nghiên cứu kỹ về cái doanh nghiệp của nó nhưng mà về góc nhìn kỹ thuật đó thì mày cổ phiếu này nó đang giữ giá rất là tốt chị nào có hàng có thể follow được ha rồi như là TCD này TCD ngày hôm nay cũng gặp áp lực bán ngày qua tăng trần mà hôm nay gặp áp lực bán thì chỉ chị nào thì có thể follow cái mức hỗ trợ là quanh giá khoảng, khoảng 26.5 đặc phương đạt phương thì cái mẹ cổ phiếu này chạy kinh thật mà cổ phiếu này em tưởng với cái nến này thì anh nếu anh chị mà theo dõi kỹ của em á thì với một cái cây nến như này thì thông thường cái mẹ cổ phiếu nó sẽ không phân phối mạnh xuống đâu mà nó sẽ kéo một nhịp nữa đó là cái cây này này cái cây này thì nó đã đã bán một phần rồi này à, bán một phần rồi nó sẽ kéo một nhịp nữa để để nó bán một phần nữa đó thì mẹ cổ phiếu này chỉ có 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 hàng cơ follow thôi còn để mua thì không còn để mua nữa tại vì nó đã chạy quá nhanh rồi cái mẹ cổ phiếu này em kiến nghị á cái mẹ cổ phiếu này em kiến nghị từ vùng giá khoảng 31 32 dưới này, này em kiến nghị lên vùng giá khoảng 38 39 rồi lên vùng giá khoảng 41 41 42 em cũng kiến nghị một lần nữa. Mẹ cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì gồng lại sắp mặt luôn. Còn để mua thì vùng này anh chị hỏi mua. Ví dụ dưới này nè. Dưới này em bảo mua thì anh chị không mua. Nhưng mà khi lên trên này khi lên mà gần tới nó, nó chạy rất là nhanh rồi á thì anh chị hỏi mua được không em? Thì thật sự nó hơi khó cho em. Tại vì nó chạy nhanh quá rồi. Và anh chị hỏi mua thì hơi khó cho em thật. Em thì em không mua em không, có là em không kiến nghị mua đâu. Anh chị nào có hàng thì cứ cứ gồng lại thêm thôi. Mà thấy đủ thì chốt bớt rồi với mạng cổ phiếu này target của với mạng cổ phiếu là quanh giá 60 đó nhưng mà hiện tại nó đã tìm gần rồi đã tìm gần rất gần rồi FCN ngày hôm nay cũng người uh, ngày, là, ngày hôm nay thì cũng có áp lực chút lời nhưng mà cổ phiếu này để mua thì anh chị có thể canh chỉnh nó về 14.8 này tốt thì tốt thì có thể canh mua được rồi CTR CTR thì vẫn đang tích lũy thôi CTR vùng này có thể gom được nha vùng này gom được CTR thì chỉnh đến dài thôi tại vì CTR nó có một cái nền rất là dài CTR một cái mạng cổ phiếu có một cái nền tảng tích lũy rất là dài thì khi mà nó chạy đó thì nó sẽ chạy rất là nhanh thì CTR với em trong hôm nay thì nó sẽ có giá khoảng 100 100 khoảng là trên 100 với mặt cổ phiếu này rồi các cái mặt cổ phiếu như là phú tài phú tài thì bên uh, bên gỗ à, bên gỗ mà mặt cổ phiếu này chỉ có hàng có thể follow thôi nắm nhanh nắm giữ thôi vi thì bên đá này mặt cổ phiếu những cái cổ phiếu này nó hơi đánh hơi chậm một chút nhưng mà nó, nó tăng trưởng rất, rất, là rất là bền rồi các mặt cổ phiếu như là, B là C các mặt cổ phiếu nó tăng ngày hôm qua đó ngày hôm nay thì cũng có một áp lực điều chỉnh nhưng mà không quá nhiều hoặc là khối lượng không quá lớn anh chị nào có hàng thì có thể follow cái mức hỗ trợ cứng của nào với cổ phiếu với cái mặt cổ phiếu này là khoảng giá 38 thì những cái cổ phiếu đầu tư công á, thì em chỉ em chỉ có thể follow cái mức hỗ trợ về trung hạn thôi còn về ngắn hạn về ngắn hạn thì em chỉ có thể follow cái mức khoảng 4, 4, 4 1, 5 này ở à, về hỗ trợ về ngắn hạn của nó thì em chỉ có thể follow cái mốc là khoảng 34 còn hệ hỗ trợ về sâu hơn á thì em chỉ có thể follow cái mốc là khoảng giá 31.8 với mấy cổ phiếu này à, những cái mà cổ phiếu đầu tư công thì canh chỉnh chỉnh lại chờ thì chờ thị trường mới chỉnh 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 thì chúng ta gom thêm thôi Tại vì đầu, đầu tư công thì sống này là sống dài chứ không phải là sống ngắn nên là anh chị cũng đừng, đừng có quá lo nha BCC thì nó tăng nó tăng một phiên để cho nó chỉnh anh nha nó tăng thì phải để cho nó chỉnh nó chạy thì nó chạy thì không phải phải để cho nó nghỉ chứ anh chị đừng có chờ mà nó tăng nhanh tại vì sao tại vì những tại vì những cái mặt cổ phiếu mà nó tăng nhanh á thì khi mà nó giảm thì nó cũng sẽ giảm rất là nhanh còn những cái mặt cổ phiếu nó cứ đi từ 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 đi lên thì nó sẽ sẽ chạy rất là bền anh chị cứ anh chị cứ lưu ý như vậy không phải cái gì quá nhanh được cũng đều tốt đây ví dụ như là CSV không phải cái gì quá nhanh á cũng đều tốt đâu tại vì những cái mã cổ phiếu mà nó chạy nhanh á thì khi mà nó giảm cũng rất là nhanh ddv này nghe không dgc này đó tăng nhanh thì giảm nhanh thôi nhỉ ha nó tăng từ từ thôi Còn ví dụ như mà tăng nhanh quá thì để mua đô mua đuổi thì nó sẽ hơi nguy hiểm như vậy ha rồi các mã cổ phiếu khác như là ht 1 này rồi các hàng nắm giữ thôi nắm giữ hỗ trợ dưới nó vẫn là cái vùng giá khoảng 20-23 mươi cổ phiếu này rồi nắm giữ như vậy ha nắm giữ thôi rồi về các cái mặt cổ phiếu đi qua một vài cổ phiếu cảng biển đi cảng biển ngày hôm nay cũng tăng rất tốt gọi là vận tải logistics à, về cảng nữa đó. rồi các cái mặt cổ phiếu như là HAH này ngày hôm nay cũng tăng tốt ha rồi HA cái mức hỗ trợ bên dưới là còn giá 60 này nó chạm về nó bật lên luôn thì chỉ có hàng nắm giữ được SKB hay là SKG những cái mặt cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ thôi Vos thì cái mặt cổ phiếu này bên đây thì em không có đánh ha Việt Nam tương tự thôi nó đang giữ giá nào tốt GMD này GMD cũng tương tự như HAH thôi chạm về cái mức hỗ trợ bên dưới thì bật lên rất là tốt thì, uh, trong về ngành cảng biển đó, thì những cái mảng cổ phiếu này về về cảng biển này về vận tải logistics thì nó rất là cao với các mảng cổ phiếu là gmd này floc này FLC thì những, là cái mảng cổ phiếu em cũng có như em cũng đã nói em cũng đã nhắc anh chị rồi á thì nếu nếu chị mua thì bây giờ cũng có lãi vài phần trăm rồi thì cái mảng cổ phiếu này nó hơi cô đặc một xíu nên là ví dụ anh chị nắm dài á nắm dài thì ok còn đánh ngắn thì anh chị anh chị cái mảng cổ phiếu này không thích hợp cho lắm ha rồi về các cái mẹ cổ phiếu như là bvt à, bvt nhỉ không tạo nền này tạo nền gãy này nha gãy nền này gãy này sau là quay về lại nền thì mày cổ phiếu này là vào trên rồi đó. cái này cổ phiếu này nếu mà nó vừa cũng giá khoảng 25 thì nó chạy rất là nhanh đó tại vì nó vừa gãy nó vừa trải qua một nhịp rủ báo rất mạnh mẹ cổ phiếu này chỉ có hai nắm chữ thôi rất là tốt à, các mẹ cổ phiếu này là VSC hay là VIP hay là CL hay thì nó tăng rất tốt à, BVB thì ngày hôm nay gặp áp lực điều chỉnh một chút xíu nhưng mà cũng không quá nhiều đó. mẹ cổ phiếu này chỉ có nắm hàng thì có follow được qua cái mốc là khoảng một giá khoảng 29 với mẹ cổ phiếu này rồi Uh, về các cái cổ phiếu um, uh, phân bón hóa chất để xem như này cái okay, ba con a ba con a ngày, ngày hôm nay tăng tốt nha ba con a thì nó, nó vừa làm cái vòng cung nhỏ nhỏ bên dưới này thì đang vào rất nó tốt à, uh, csv những cái mã cổ phiếu hóa chất nhưng mà cổ phiếu hóa chất thì hiện tại anh chị nào có hàng thì nếu mà nếu mà có hàng nữa mà chưa bán thì canh canh chốt thôi Tại phú mỹ để, để, để. nè anh à, không khối lượng rất là cao khối lượng rất là cao này nhưng mà nhưng mà anh chị thấy không tăng không không có sự tăng điểm thì cái vùng này này em em hay gọi là cái vùng này này là cái vùng tích lũy một có nghĩa là cái vùng này á là bán một phần rồi này gãy này kéo lên lại này cái vùng này bán một phần nữa này đó nó phân phối dần dần tại sao tại vì sao tại vì một cái vùng mà tích lũy quá lâu á mà khối lượng nó cao như thế này á cái xác suất phân phối nó sẽ rất là cao là em không có là trước đó là về ngắn hạn nha về về trung và dài hạn thì chúng ta phải chờ cái báo báo cáo tài chính nó ra chúng ta mới 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 xác định được còn về ngắn hạn á, thì cái vùng mà tích lũy quá lâu với với khối lượng lớn như thế này á thì cái, cái là về cái tính phân phối của nó thì rất là cao phân phối khá là xấu xấu thì chị nào cái hàng thì canh chốt thôi để mua thì. tại vì rất nhiều chị hỏi hỏi mua hỏi mua hỏi mua với những cái mẹ cổ phiếu phân bón thì trước mắt á, để mua thì em sẽ chờ những điều chỉnh và thứ hai là phải chờ những cái báo cáo tài chính nó ra còn nếu mà nó cứ lân lẫn như thế này á thì thật sự là không thể mua thật sự là không thể mua gì ha rồi đẹp cảm Mau tương tự thôi nha hả đây đi ngang nhưng khối lượng rất là cao và khi mà nó kéo đó khi mà nó kéo thì khối lượng không tăng này nhau xin lỗi chị khối lượng tăng nhưng mà giá không tăng này rất nguy hiểm đó tại vì nó sẽ bán dần trong những phiên như này giống như là nó kéo giá đúng không nó kéo giá lên và khi anh chị đua vào nó sẽ bán 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 ra dần à như vậy thôi tại vì nó gọi là nó mua gọi là nó 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 kéo giá định để nó phân phối mà nên là về trước mắt về ngắn hạn thì em sẽ không mua với những cái mảng cổ phiếu phân bón hóa chất là như vậy rồi đi qua một vài cổ phiếu dệt may thủy sản này FMC tăng tốt ghê FMC thì mẹ cổ phiếu này chạy kinh thật mà cổ phiếu trên trên mẹ cổ phiếu này rất mạnh cổ phiếu này chỉ có hàng nắm giữ ha à, NT cũng tốt này à, NT thì anh chị nào có hàng thì có xin lỗi chị NV NV thì anh chị nào có hàng thì có thể follow cái mức kháng cự bên trên là khoảng giá 35 à, VXC này VSC là cũng là một mẹ cổ phiếu em cũng có cho cái chị mua đó đúng rồi đúng rồi em cũng có cái gì anh chị với mẹ cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì có follow thôi nắm giữ thôi target của em với mẹ cổ phiếu này là quanh giá khoảng 60 này ha là cái đường màu xanh này đó target của nó với mẹ cổ phiếu này rồi các mặt cổ phiếu khác là VGT, dịch may thì có VGT này, VGT thì phải chờ nó xây một cái nền ngắn lại, tại vì nó, tại vì nó vừa trải qua một cái nhịp gãy này anh không? gãy hỗ trợ này nha, gãy hỗ trợ, gãy, nha, gãy hỗ trợ này, xong rồi nó đây là một cái vùng gọi là rũ này, đó, vùng rũ này, xong rồi nó quay về lại là lại cái, lại cái nền trên, thì nếu mà nó xây được cái nền trên đó và nó chạy nữa thì cái mặt cổ phiếu này nó, nó ok. À, thì mạnh, Gil cái mạng cổ phiếu này có hàng nắm giữ thôi Target với mặt cổ phiếu này là quanh giá khoảng 80 với mạng cổ phiếu này anh chị ha view thì nghĩ nó vẫn còn tăng á nó tăng từ từ thôi tăng nhanh đâu tăng nhanh đâu các cái mẹ cổ phiếu khác như là có sáng này Mở sáng thì ta cái với mẹ cổ phiếu là còn giá 100 trăm một trăm gì ha còn cái hàng nắm giữ được mua mua thì vùng này mua thì vùng này là mua đẹp nhất này mua thì nó mua vùng này này mua rất đẹp nó gãy này nó gãy nên nó neo cái đường ngày hai mươi này rất đẹp thì vùng này thì nếu mua thì vẫn được thôi vẫn được thôi nhưng mà anh chị nếu mà đi vốn thì cân nhắc cái tỷ trọng vừa phải rồi à, TNG thì ngày hôm nay cũng chỉnh tại vì nó tăng một phiên thì phải để cho nó nghỉ nha tăng thì phải để cho nó chỉnh còn nếu như anh chị cứ đòi mà nó tăng hoài thì không được đâu thì TNG thì nếu mà test lại khoảng giá 30 á mà nó tích lũy đủ tốt thì có thể mua chờ khoảng là 4 năm phiên ba à, bốn phiên gì đó nếu tích lũy đủ tốt thì có thể mua được rồi à, hôm nay như vậy thôi em cũng được em cũng có đi qua rất là kỹ về các cái mẹ cổ phiếu rồi thì à, quan trọng á quan trọng là anh chị chọn cái mẹ cổ phiếu nào Nên giai đoạn này á giai đoạn này giai đoạn cuối năm giai đoạn cuối năm cũng như là cho cho cả năm 2022 luôn thì em nghĩ là thị trường á nó tăng thì nó vẫn còn tăng thôi nhưng mà quan trọng là anh chị chọn cái mẹ cổ phiếu nào vĩ mô trong giai đoạn quý tư cũng như là cho cả 2022 là nó sẽ rất là thay đổi nó không nó không giống như là những nó không giống như là cái việc mà mua lãi liên tục giống như là giai đoạn nào giai, đoạn này anh chị ha giai đoạn này là mua là lãi giai đoạn mà từ khoảng là tháng tư hay nghìn hai mươi đến khoảng là đầu là những cái quý gọi là hai quý đầu năm 2021 mua mã nào cũng lãi nhắm mắt mở ra là lãi nhưng mà trong giai đoạn gọi là quý tư 2021 cũng như là trong 2022 hay là 2023 thì khi mà anh chị mua anh chị phải nghiên cứu thật là kỹ tại vì không phải là cái mẹ cổ phiếu này nó cũng tăng À, nha. rồi như vậy nha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay anh chị nào xem video thì có thể cho đặt một nút like này à, cho đặt một nút like à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, để ủng hộ em đến chị cho đăng ký bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em cũng có để một cái đường link zalo cộng đồng này anh chị có thể bấm vào cái đường link này à, để em có thể hỗ trợ các chị trong cái room cộng đồng ha rồi cảm ơn chị rất nhiều hẹn gặp lại các chị trong những cái video cảm sắp tới à, xin chúc tất cả các chị về gia đình của mình có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe nha rồi xin chào mọi người à.